Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay với Nhi Hiền và Lê Thái. Thưa quý vị, sắp tới Thanksgiving và sau Thanksgiving đó là đi shopping và ông quý vị và Christmas cũng vậy. Là quý vị với Thái có hay đi shop ở TJ Maxx với là Burlington hay là Ross không? Thì đó là những cái cửa hàng bán lẻ mà thường thường bán những cái hàng hiệu rất là nổi tiếng nhưng mà cái giá nó rất là rẻ thưa quý vị. Và năm nay có một cái tin buồn đó là TJ Maxx, Burlington, Ross thì những cái hàng hiệu nó sẽ không có nhiều nữa từ đây cho tới cuối năm và cho tới năm sau luôn. Và thường thường những cái chuỗi hàng mà bán giảm giá này phát triển mạnh khi mà ở trên thế giới và tất cả những cái cửa hàng đó có dư thừa quần áo ở trên thị trường và có thể mua hàng tồn kho dư thừa của các thương hiệu quần áo như giày cao cấp với giá rẻ và sau đó bán cho khách hàng với cái giá hời là họ có lời được chút ít. Nhưng mà vấn đề bây giờ có rất ít quần áo và những nhà sản xuất thậm chí là họ thiếu hàng để mà bán nữa thưa quý vị. Và chuỗi cung ứng hiện tại bây giờ đã bị nghẹt rất là nhiều. Và bên cạnh đó, những cái thương hiệu như là Under Armour, Ralph Lauren, Carter, Steven Maiden và một trong những thương hiệu đó gần đây họ đã rút ra khỏi hệ thống mà đưa tới những cái chuỗi hàng giảm giá như là TJ Maxx và Burlington và bên đó cũng có Levi's nữa thưa quý vị. Nên sắp tới đây những cái mặt hàng đó ở tại TJ Maxx hoặc là Burlington hoặc là Ross thì sẽ không có nữa. Và ngay cả trước đại dịch các thương hiệu này họ cũng đã cố gắng để tránh xa buôn bán với những cửa hàng giảm giá vì cái lợi nhuận của họ làm như vậy là bị thất thu rất là nhiều và họ kiếm lại rất là ít. Họ cung cấp quá nhiều sản phẩm với mức chiết khấu và làm loãng ảnh hưởng cái thương hiệu của họ. Tức là cái thương hiệu của họ mà đưa ra với cái giá quá rẻ thì cái thương hiệu của họ không được tôn trọng nữa và không được coi là một cái hàng tốt nữa thưa quý vị. Và các thương hiệu này muốn bán những cái áo quần và đồ sản xuất của họ thông qua chính cửa hàng của họ đó là online, qua trang web hoặc là họ đi bán bằng cái outlet của chính họ luôn chứ không đưa về những cái khu vực mà như TJ Maxx và Burlington nữa. Và các thương hiệu quần áo giày dép đã tăng nỗ lực của họ trong đại dịch để rút ra khỏi những cái cửa hàng giảm giá này. Và bên cạnh đó, Ralph Lauren họ cũng nói rằng là những hàng tồn kho của họ sẽ không gửi đến những cái chuỗi hàng giảm giá và trong đó bao gồm TJ Maxx. Và bên cạnh đó, Steve Maiden đó là những cái hàng giày dép nổi tiếng và hàng cũng rất là tốt thưa quý vị, họ cũng không đem về đó nữa. Nhưng bên cạnh đó, TJ Maxx và Burlington họ nói rằng đừng có lo lắng thì họ sẽ kiếm những cái mặt hàng, hàng hiệu khác để mà họ bán. Nên mọi người cứ yên tâm, mặc dù là nếu không có Ralph Lauren thì cũng có những cửa hàng khác. Và hiện tại thì hàng của họ vẫn bán rất là nhiều và họ cố gắng đem những cái mặt hàng của họ về để mà của những cái hàng hiệu khác để mà đem về bán cho khách hàng. Đây là một thông tin buồn cho những mà người nào mà ham đi mò săn lùng những cái hàng hiệu ở trong những cái cửa hiệu giống như Ross hay là TJ Maxx hoặc là ở Burlington. Em cũng hay thỉnh thoảng em hay đi vào mấy chỗ đó, nhiều khi mình tìm những cái đồ mình không có, mình tìm những cái đồ không có mà có thể mình tìm vô trong đó có những cái đồ nó mặc rất là đẹp luôn, mà là hàng hiệu nha thưa quý vị, mà là hàng rẻ. Nhưng mà đôi lúc có một số người khi mà chúng ta bước vào trong những cái cửa hiệu đó, chúng ta sẽ đặt một cái nghi vấn, một cái câu hỏi, có nghĩa là khi chúng ta mua được những cái hàng hiệu ở trong những cái cửa tiệm đó với giá rất là rẻ thì những cái người ta đã mua những cái đồ đó trước khi mà nó vào trong những cái hiệu rẻ đó rồi thì nó đang rất là mắc đúng không? Thì những người đó người ta sẽ phàn nàn, người ta sẽ phân biệt tại vì người ta đã bỏ một cái số tiền ra lớn để người ta mua cái hàng hiệu lúc mà nó mới có, mà khi mà nó vào trong đó thì nó rẻ là tự nhiên là bình dân với lại cái người mà bỏ tiền là ra người ta không muốn mua nữa. Nó bằng nhau thành ra người ta có một cái cảm giác là người ta mua hàng giống như cái hàng chợ, hàng sida, giống như hàng đúng chung rồi. Như vậy thì người ta cảm giác như vậy nó không thì còn giá trị nó nữa. Không còn giá trị nữa. Thành ra là vào trong những cái store đó chúng ta ít khi nào chúng ta thấy hàng của Versace hay là hàng của LV hoặc là hàng của Gucci đúng không? Mấy cái đó mà vô đó là mất giá luôn. Hoàn toàn là không bao giờ có và nó mất cái giá trị của cái hãng luôn. Nhưng mà quý vị cũng đừng lo, chị Như Huy đưa đến thông tin đó và cũng có thồng theo một cái câu là
Những cái hãng cái thời trang đó người ta cũng nói rằng, những cái cửa hiệu bán lẻ đó người ta nói rằng đừng lo, sẽ có những cái hàng hiệu khác đưa vào, và quý vị cứ tiếp tục giữ giữ chân quý vị để mà quý vị có thể đến những cái store đó, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, một thông tin tiếp theo Lê Thái xin gửi đến quý vị là thông tin về nữ ca sĩ Britney Spears. Kính thưa quý vị, cô đã thắng kiện trong những cái vụ kiện vừa qua và đã giành được cái quyền tự làm chủ bản thân của mình trong suốt 13 năm qua, và bây giờ cô hoàn toàn cô độc lập tất cả mọi thứ về lịch diễn, nice. Về tiền bạc, về mọi thứ, về cái việc mà cô đi đâu làm gì, cô có thể cô có đủ quyền để mà cô làm. Và trong vài ngày vừa qua thì Britney có đăng đàn một vài thông tin và cô nói rằng là cô muốn sinh thêm con với người cái bạn trai của cô mà cô đã quen 6 năm qua, thưa quý vị. Và ca sĩ Britney Spears cho biết là cô muốn có thêm một đứa con gái sau khi mà cô thoát cái quyền giám hộ hơn 13 năm qua khỏi người cha của mình. Vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, kính thưa quý vị, Britney Spears đã viết trên một cái trang cá nhân của cô rằng là cô nói rằng là cô liệu là cô có nên có thêm một đứa con gái hay không, bởi vì cô đã mất tay trắng về về cái lần mà ly dị đầu tiên của cô, là cô có hai đứa con trai mà người chồng của cô lúc đó thì đã thắng kiện và đã người chồng của cô thắng kiện và đã giành quyền nuôi hai đứa con trai đó của cô rồi. Và từ lâu thì cô rất là thổ lộ rất là nhiều lần cô muốn có con. Và tại phiên điều trần vào cuối tháng 6 vừa qua thì nữ ca sĩ người ta tiết lộ rằng là cô không được cha cho phép lấy chồng cũng như là sinh con và bị ép đặt vòng tránh thai từ năm 2008 cho đến ngày hôm nay. Và Britney Spears đã nhận lời cầu hôn của bạn trai Sam Agassi, thưa quý vị, hồi tháng 9 vừa qua sau gần 6 năm yêu nhau. Và hai người quen nhau khi đóng chung cái MV Slumber Party của nữ ca sĩ này. Và họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua, thưa quý vị. Và cả hai lần đầu tiên lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon a Time in Hollywood tại Los Angeles vào năm 2019. Và cái chàng trai này tính kính thưa quý vị, ở trên màn ảnh của quý vị cũng thấy là Sam Agassi rất là đẹp trai. Anh sinh năm 1994 và gốc người Iran, thưa quý vị, và cao 1m88, nặng đến 89kg. Và gia đình của anh đã chuyển tới Mỹ từ khi mà anh còn học trung học, và anh cũng bắt đầu sự nghiệp từ khi mà anh dấn thân vào Hollywood và là một cái huấn luyện viên thể hình. Và nữ ca sĩ là rất là yêu cái người mẫu nam này. Cô rất là yêu đẹp anh này hả? Rất là đẹp trai, thưa quý vị, và cô cũng mong muốn rằng là cô có một cái đứa con gái với người này sau có khoảng thời gian mà cô không có được quyền sinh con và đặt vòng tránh thai từ năm 2008 cho đến ngày hôm nay. Và hy vọng rằng thì những cái ước muốn của cô sẽ trở thành hiện thực ha. Có một đứa con gái mà giống như mẹ, mà hát hay như mẹ, thì em nghĩ em nói là còn gì bằng nữa không chị Nhi? Quá perfect hả? Dạ vâng. Cũng hy vọng cho cái cuộc sống của Britney, cô ta bị up and down, cái cuộc sống nó có nhiều drama với là nhiều scandal quá. Dạ đúng. Nên rồi. Hy vọng cái cuộc sống của cô ta sau này càng lúc càng yên bình hơn và có một cái sự và cũng phát triển sự nghiệp nữa. Dạ, sự nghiệp tăng tiến. Và chúng ta cũng hy vọng rằng nữ ca sĩ Britney Spears và người bạn trai, người chồng của cô có một cuộc sống tốt hơn và có thể có ước muốn thành toại được cái ước muốn của cô là có một bé gái vừa đẹp giống mẹ mà vừa hát hay giống mẹ, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay của Như Huyền và Lê Thái. Một lần nữa thì Như Huyền và Lê Thái rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, và Như Huyền với Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.